Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 12 giờ trưa của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin trưa ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Gia Lai, hai xe máy tông nhau, 4 người tử vong. Vụ thông thầu ở Quảng Ninh, các bị cáo nói lời sau cùng. Thảo Lụy lãnh 1 năm 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản. Truy tố cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức lập công ty sân sau tham ô hơn 100 tỷ đồng. Ứng viên Đảng Cộng Hòa trở thành tân chủ tịch Hạ viện Mỹ. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Ông Lê Thành Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Lâu, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, khiến 4 người tử vong. Do vị trí xảy ra tai nạn vắng người nên chưa xác định nguyên nhân cụ thể. Thông tin ban đầu, tại đường liên xã Ia Lâu đi xã Ia Ga, đoạn qua thôn Bác Bó, Ia Lâu xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe mô tô đi ngược chiều. Vị trí xảy ra tai nạn cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ia Lâu khoảng 400m. Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ và 1 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Do bị thương nặng, người đưa đi cấp cứu cũng không qua khỏi. Các nạn nhân tử vong tại chỗ gồm Roma Tinh 17 tuổi, Roma Tuen 22 tuổi và Siêu Ngư 18 tuổi cùng ngụ làng Tu xã Ia Lâu, còn Nay Kéo 13 tuổi ngụ làng Tu 2 xã Ia Ga tử vong sau khi đưa đi cấp cứu. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan. Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn hối lỗi, nhận thức được hành vi sai phạm của mình. Mong hội đồng xét xử tuyên phạt dưới mức đề nghị của đại diện viện kiểm sát, duy nhất bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương, cựu trưởng bộ phận thư ký tài chính công ty AIC vẫn một mực kêu oan. Theo cáo buộc, Phương được cựu chủ tịch công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao quản lý, điều hành một số công ty trong hệ sinh thái AIC gồm công ty Mofa, công ty bất động sản Phúc Hưng, công ty công nghệ cao, công ty cổ phần uy tín toàn cầu. Nói lời sau cùng, Phương vừa khóc vừa kêu oan, cho rằng tháng 3/2022 bị cáo xuất cảnh để du lịch và chữa bệnh. Đến tháng 8/2022, vụ án này mới được điều tra và khởi tố. Bị cáo Phương nói, bị cáo đang ở nước ngoài chữa bệnh. Khi biết mình bị khởi tố, nhiều người đã khuyên bị cáo không nên về nước vì về nước sẽ bị tạm giam. Nhưng bị cáo nhất quyết về nước để phục vụ công tác điều tra, minh oan cho bản thân. Mong hội đồng xét xử khách quan, toàn diện và công tâm. Anh Minh. Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết, Bình Thuận đã vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thảo, tức Thảo Lụy, 58 tuổi, 1 năm 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản. Các bị cáo còn lại gồm Nguyễn Thị Thu Phương, 53 tuổi, bị phạt 6 tháng tù, Phạm Quốc Cường, 36 tuổi, 9 tháng tù, Phan Anh Kim, 50 tuổi, 1 năm tù, Lê Danh Thuận, 44 tuổi, 6 tháng tù và Lê Minh Khôi, 41 tuổi, 10 tháng tù cùng về tội hủy hoại tài sản. Theo cáo trạng, tháng 10 năm 2019, ông MTP, tên viết tắt, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, thuê người xây dựng tường sao quanh thửa đất 4.000m2 của mình, bỏ tiền mua tại phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 10 năm 2019, khi nghe tin ông P thuê người xây tường sao, Thảo Lụy yêu cầu các bị cáo trên cùng ra khu đất để đập phá tường sao và tất cả đồng ý. Cả nhóm đi trên hai ô tô đến nơi và Thảo Lụy lớn tiếng yêu cầu đập phá bức tường, thì nhóm bị cáo trên đã dùng tay chân xô đạp, dùng gạch táp lô đập phá làm bức tường dài 38m có trị giá 11,4 triệu đồng bị sập đổ hoàn toàn. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoa Công Hậu, cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan vụ án, bị can Lê Thành Lữ, cựu phó phòng kế hoạch tài chính Sở Y tế Tây Ninh, Hoàng Thị Thúy Nga, chủ tịch hội đồng thành viên công ty NSJ và 9 bị can bị truy tố cùng tội danh trên. Hai bị can là cựu cán bộ Sở Y tế Tây Ninh Đặng Thị Mỹ Nga và Vũ Thị Thu Nga bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, thiệt hại của vụ án được xác định là hơn 13 tỷ đồng. Nội dung vụ án, biết Sở Y tế tỉnh Tây Ninh có nhu cầu trang bị hệ thống CT scanner 128 lát cắt cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, nên tháng 7/2017, bà Nga đến gặp ông Hậu đặt vấn đề bán hệ thống CT scanner của hãng Siemens Healthcare do công ty NSC làm đại diện phân phối. Bị can Hậu là người chỉ đạo trực tiếp ký các văn bản trong quá trình xin chủ trương thành lập dự án và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình tổ chức đấu thầu,
lựa chọn nhà thầu tại Sở Y tế. Được bà Nga đặt vấn đề nhờ giúp đỡ, ông Hậu chỉ đạo Lữ cho công ty NSJ vào giới thiệu hệ thống CT Scanner 128 lát cắt của hãng Siemens Healthcare và chấp nhận giá mua hệ thống là 28 tỷ đồng theo đề nghị của Nga. Hậu chỉ đạo Lữ tham mưu ký tờ trình để gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ định mua hệ thống CT Scanner 128 lát cắt của hãng Siemens Healthcare do công ty NSJ phân phối chính thức ở Tây Ninh. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, hay còn gọi là Bệnh viện Thủ Đức và các đơn vị liên quan. Bị can Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức và bị can Nguyễn Văn Lợi bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền. Bị can Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ bị can Quân bị truy tố về tội rửa tiền. 6 bị can còn lại bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng xác định bị can Quân đã lợi dụng vị trí giám đốc, người đứng đầu bệnh viện để chỉ đạo, gây sức ép với nhân viên dưới quyền, thành viên các tổ chấm thầu, ký hợp thức hóa hồ sơ thầu, đã thông thầu, gian lận trong đấu thầu, không đảm bảo minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Kết quả điều tra xác định từ năm 2016 đến năm 2020, nhóm 4 công ty do Lợi quản lý đã tham gia đấu thầu và mặc định là đơn vị trúng 27 trên 28 gói thầu tại Bệnh viện Thủ Đức, tổng giá trị hơn 345,2 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá mua và các chi phí lương, lãi vay ngân hàng, thuế, chi phí văn phòng, số tiền bị can Quân chiếm đoạt là 103,6 tỷ đồng. Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định giảm án cho bị cáo Cao Thị Hoa, sinh năm 1995 ở Nghệ An, từ 42 tháng tù, còn 36 tháng tù về tội môi giới mại dâm. Được biết, từ tháng 11-2022, thấy nhiều khách nam giới có nhu cầu mua dâm, nên bị cáo Hoa dùng tài khoản Zalo của mình để tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội, tìm và môi giới mại dâm cho các gái bán dâm khu vực ở Hà Nội, có ngoại hình ưa nhìn, độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi. Trên các nhóm này, các gái bán dâm sẽ liên hệ trực tiếp với Hoa, gửi ảnh cá nhân để Hoa gửi cho khách mua dâm lựa chọn. Kiều nữ này thỏa thuận, thống nhất với các cô gái bán dâm cách thức môi giới mại dâm. Cụ thể, Hoa trực tiếp tìm khách mua dâm là các đại gia, thỏa thuận giá mua dâm và thu tiền của khách từ 6 đến 15 triệu đồng một lần. Nếu khách qua đêm, Hoa sẽ thu của khách từ 12 đến 15 triệu đồng một lượt. Khi thanh toán, khách mua dâm chuyển tiền cho người bán dâm, sau đó họ sẽ chuyển lại tiền công môi giới cho Hoa hoặc khách chuyển trực tiếp cho Hoa. Địa điểm mua bán dâm đều do khách tự lựa chọn và báo lại cho Hoa để thông báo cho người bán dâm biết. Vào cuối tháng 3, cơ quan điều tra bắt giữ Hoa trong trường hợp khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Hoa thừa nhận ngoài hai lần kể trên đã nhiều lần môi giới mại dâm cho khách. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Bất ngờ nhận được hơn 1,5 tỷ đồng từ số tài khoản lạ, thượng úy quân đội đã đến công an giao nộp để trao trả cho người đã chuyển nhầm. Người có hành động đáng nói trên là thượng úy Trần Trung Kiên, hiện đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, thượng úy Kiên bất ngờ nhận được 1,523 tỷ đồng từ một số tài khoản lạ chuyển qua tài khoản ngân hàng của mình, mở tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bảo Lộc. Biết đây là số tiền ai đó đã chuyển nhầm, thượng úy Kiên đang ngụ ở phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc đã đến công an thành phố Bảo Lộc trình báo. Công an thành phố Bảo Lộc đã xác định người chuyển nhầm hơn 1,5 tỷ đồng vào tài khoản thượng úy Kiên là ông Bùi Sĩ Quỳnh, ngụ phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và hoàn tất các thủ tục để trao trả. Liên quan đến vụ sai phạm tại trường Đại học Đồng Nai, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Hoài Lan, nguyên trưởng bộ môn quản lý giáo dục, ông Đặng Minh Thư, nguyên phó phòng đào tạo và ông Dương Minh Hiếu, nguyên phó phòng khảo thí đảm bảo chất lượng để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, vào tháng 7/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về thu chi tài chính tại trường Đại học Đồng Nai trong giai đoạn 2018-2019. Trong giai đoạn này, trường Đại học Đồng Nai dự toán số lượng sinh viên bình quân cao hơn thực tế tuyển sinh dẫn đến được cấp dư ngân sách gần 30 tỷ đồng. Ngoài ra, trường Đại học Đồng Nai để ngoài sổ sách kế toán doanh thu hơn 37 tỷ đồng, dẫn đến giảm số tiền thuế phải nộp gần 700 triệu đồng. Đơn vị này còn lập chứng từ chi quản lý cho các đối tác không có trong hợp đồng, số tiền hàng trăm triệu đồng. Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại nút giao tỉnh lộ 419 với đường H10 ở huyện Thạch Thất, Hà Nội khiến hai người tử vong. Người dân trong khu vực cho biết hai người chở nhau trên xe máy va chạm với xe container biển số Hà Nội đang di chuyển theo hướng từ Thạch Thất đi Sơn Tây. Hậu quả, hai người đi xe máy tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị xe container kéo đi khoảng chục mét mới dừng lại. Công an huyện Thạch Thất đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Duy Nhật,
sinh năm 1999, quê ở Vĩnh Long, để điều tra về hành vi tước đoạt mạng sống của người khác. Nhật là nghi phạm trong vụ tấn công người ở chung dãy trọ trọng thương và đã bỏ trốn 6 tháng. Nhờ sự vận động của lực lượng công an và gia đình, Nhật đã đến công an tỉnh Bình Dương đầu thú. Theo thông tin từ công an tỉnh Bình Dương, trước đó sau khi đi nhậu về, Nhật về phòng trọ tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tại dãy phòng trọ, Nhật thấy anh N, tên viết tắt, ở cùng dãy trọ đang ngồi xem điện thoại, nên Nhật lên tiếng rủ anh N đi chơi đánh bài. Tuy nhiên, anh N không trả lời. Nghĩ rằng anh N khinh thường mình nên Nhật bực tức, hậm hực trong lòng và đã lấy dao tấn công anh N. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 12 giờ trưa nay. Mới đây, các hạ nghị sĩ Mỹ đã bầu hạ nghị sĩ Cộng hòa Mike Johnson làm tân chủ tịch Hạ viện Mỹ. Theo hãng tin Reuters, việc ông Johnson được bầu làm chủ tịch thứ 56 của Hạ viện Mỹ đã kết thúc 3 tuần đầy biến động khi Hạ viện thiếu vắng lãnh đạo. Trong cuộc bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể Hạ viện, ông Johnson giành được 220 phiếu bầu, đánh bại lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries, nhận được 209 phiếu để trở thành chủ tịch thứ 56 của Hạ viện. Ông Johnson cho biết, công việc đầu tiên của ông trên cương vị chủ tịch Hạ viện là đưa dự luật ủng hộ Israel ra Hạ viện bỏ phiếu. Ông cũng nhấn mạnh, Hạ viện sẽ bắt đầu giải quyết cuộc khủng hoảng nợ ngay lập tức. Đài CNN thông tin, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện chúc mừng tân chủ tịch Hạ viện Johnson. Trong tuyên bố vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt viện trợ khẩn cấp cho Israel và Ukraine. Ông cho biết cả hai đều là đồng minh của Mỹ đang bị đối thủ tấn công với quyết tâm hủy diệt hoàn toàn. Ông cũng cho biết việc đảm bảo an ninh của hai nước này là củng cố sự lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, giúp thế giới an toàn và gắn kết hơn. Dù vậy, trong bối cảnh Israel đang chuẩn bị chiến dịch đổ quân can thiệp quân sự vào dải Gaza, sự ủng hộ của Mỹ cho Tel Aviv bị nhiều nước phản đối khi đặt cạnh việc Mỹ suốt hơn một năm qua liên tục lên án chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga phát động ở Ukraine. Trong phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông sẽ làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị để ngăn chặn xung đột Hamas-Israel lan rộng. Tờ Wall Street Journal WSJ dẫn nguồn một số quan chức Mỹ và Israel cho biết Tel Aviv có thể đã đồng ý với Washington về việc hoãn kế hoạch đổ bộ giải Gaza để Mỹ có thời gian triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tới khu vực. Theo đó, các nguồn tin quan chức Mỹ nói với Wall Street Journal cho đến nay, Washington đã thuyết phục Israel trì hoãn chiến dịch đổ bộ cho đến khi hệ thống phòng không của Mỹ được triển khai đến khu vực, sớm nhất là cuối tuần này, nhằm bảo vệ lực lượng nước này ở đây. Các nguồn tin quan chức này cũng nói rằng Israel đang lên kế hoạch viện trợ nhân đạo cho dân thường ở dải Gaza, cũng như các nỗ lực ngoại giao để giải cứu các con tin đang bị phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza, Palestine bắt giữ. Ngoài ra, Wall Street Journal đưa tin Mỹ đang gấp rút triển khai gần chục hệ thống phòng không tới các nước gồm Iraq, Jordan, Kuwait, Jordan, Saudi Arabia, Syria và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Đài CNN dẫn nguồn tin từ các cơ quan thực thi pháp luật địa phương cho biết đã có 16 người thiệt mạng trong một loạt vụ xả súng ở thành phố Lewiston, bang Maine, Mỹ trong đêm vừa qua. Các nguồn tin nói với CNN rằng có khoảng 50-60 người bị thương tại hiện trường. Văn phòng cảnh sát quận Andros Corkin, thành phố Lewiston cho biết cảnh sát đang xử lý các vụ xả súng tại nhiều địa điểm, bao gồm nhà hàng, sân chơi bowling ở thành phố Lewiston và lưu ý rằng một nghi phạm vẫn đang lẩn trốn. Văn phòng cảnh sát quận Andros Corkin thông báo trên Facebook rằng chúng tôi khuyến khích tất cả các doanh nghiệp đóng cửa trong lúc chúng tôi điều tra. Văn phòng cũng công bố bức ảnh nghi phạm với vũ khí trong tay. Cảnh sát bang Maine cũng cho biết họ đang ứng phó với tình huống xả súng vẫn đang tiếp diễn ở Lewiston. Hiện giới chức Mỹ đang tiếp tục điều tra làm rõ các vụ xả súng trên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 12 giờ trưa. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!